các quý vị khán giả yêu thể thao, chào mừng quý vị đã quay trở lại với những bản tin thể thao đầy hấp dẫn trên kênh tin tức online của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị những thông tin nóng hổi từ bên lề giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 Bình Điền, những tin tức đang gây sốt và thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Thông tin đầu tiên, chúng ta không thể không nhắc đến màn trình diễn ấn tượng của đội binh chủng thông tin trong trận đấu đầu tiên của ngày thi đấu thứ 3 tại cúp VTV9 Bình Điền 2024. Đội này đã thực hiện một cú ngược dòng ngoạn mục, mang về chiến thắng đầy kịch tính và đầy cảm xúc, làm say đắm lòng người hâm mộ. Tiếp theo, không thể không nhắc đến sự tỏa sáng của Bích Tuyền, ngôi sao sáng giá của đội Ninh Bình. Cô đã ghi điểm như máy và góp phần quan trọng trong việc đưa đội nhà chắc suất vào bán kết cúp VTV9 Bình Điền 2024. Sự xuất sắc của Bích Tuyền đã khiến người hâm mộ không thể không nhớ đến những pha đập uy lực và những tình huống quyết định. Và cuối cùng, một tin bất ngờ mà không ai ngờ tới, đó là màn trình diễn thăng hoa của các cầu thủ trẻ U20 Việt Nam. Sự nỗ lực, quyết tâm và tài năng của các cầu thủ trẻ đã khiến cho giải đấu thêm phần sôi động và hấp dẫn hơn bao giờ hết. Và ngay sau đây, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị những chi tiết hấp dẫn và đầy thú vị từ những tin tức nóng hổi này. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu và khám phá những điều bất ngờ đang chờ đợi ở giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 Bình Điền. Đầu tiên, binh chủng thông tin thoát thua trong gang tấc. Chiều ngày 13 tháng 5, tại nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk, trận đấu giữa đội binh chủng thông tin Trường Tư Bình Phước và đội đương kim vô địch Tứ Xuyên, Trung Quốc đã diễn ra trong khuôn khổ của cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 Bình Điền. Đây là một trận đấu quan trọng, nơi mà một chiến thắng không chỉ mang lại 3 điểm mà còn mở ra cơ hội tranh chấp suất vào bán kết. Đội bóng áo lính Trường Tư Bình Phước, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Phạm Minh Dũng, đã phải đối mặt với một thách thức lớn. Họ biết rằng mọi cơ hội sẽ tan biến nếu họ không thể giành chiến thắng trong trận đấu này. Chính vì tính chất quan trọng này, ban huấn luyện đội bóng nữ áo lính phải đưa ra sân đội hình mạnh nhất có thể mà ở đó các mũi tấn công uy lực nhất đều góp mặt như Hoàng Thị Kiều Trinh, Phạm Thị Nguyệt Anh hay Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Phương. Trong trận đấu then chốt này, đội trưởng đồng thời là cầu thủ chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh được thi đấu trọn vẹn xuyên suốt các ván đấu nhằm có được sự điều chỉnh bóng tốt nhất tới các tay đập tấn công của đội nhà. Trận đấu bắt đầu với cả hai đội chơi với thế trận cởi mở, chơi ăn miếng trả miếng, và mỗi điểm số đều trở thành cuộc giằng co khốc liệt. Trong hai set đấu đầu tiên, Vi Thị Như Quỳnh và Kiều Trinh đã tỏa sáng với những cú đập mạnh mẽ nhất của binh chủng thông tin. Bóng liên tục được đẩy về phía cầu thủ thuộc biên chế đội Quảng Ninh, và Kiều Trinh đã tỏ ra đặc biệt ấn tượng khi mang về những điểm số quan trọng cho đội nhà. Tuy nhiên, phía đối diện, câu lạc bộ Tứ Xuyên, Trung Quốc cũng có chủ công Miao Jiwen, người đã thể hiện sức mạnh với những cú dứt điểm uy lực từ vị trí số 3. Hàng phòng ngự của binh chủng thông tin gần như bị vô hiệu hóa trước sức công phá của cầu thủ này. Do đó, mặc dù rất nỗ lực, binh chủng thông tin đã phải chấp nhận thất bại ở cả hai set đầu tiên với tỷ số lần lượt là 23-25 và 21-25. Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra với một sự căng thẳng không nguôi. Cả hai đội đều không chịu phục bài và cuộc đối đầu này trở nên đầy sức sống và khó lường hơn bao giờ hết. Trong một tình huống buộc phải thắng, các học trò của huấn luyện viên Phạm Minh Dũng đã tỏ ra mạnh mẽ và quyết định. Họ đã nỗ lực và tạo ra một cuộc lội ngược dòng ấn tượng, giành được hai set thắng quan trọng sau đó. Vi Thị Như Quỳnh đã chơi thăng hoa, liên tục mang về những điểm số quan trọng để giữ cho binh chủng thông tin luôn dẫn trước với khoảng cách 4-5 điểm. Phụ công Phạm Thị Hiền cũng đã có những pha dứt điểm tốt ở biên số 4, giúp đội nhà giành thắng lợi ấn tượng 25-20 set 3 và 25-23 set 4. Trong set 5 quyết định, cả hai đội bắt đầu bước vào một cuộc đấu đôi công rất hấp dẫn. Binh chủng thông tin tiếp tục duy trì đà thắng sau hai set trước đó và họ dần tìm thấy nhịp độ chơi bóng của mình. Cả Phạm Thị Hiền, Kiều Trinh và Vi Thị Như Quỳnh đều thi đấu ấn tượng, mang lại những điểm số quan trọng cho đội nhà. Phía đối diện, mặc dù Miao Jiwen của Tứ Xuyên, Trung Quốc đã thể hiện sức mạnh với những cú đánh mạnh mẽ, nhưng hàng phòng ngự của binh chủng thông tin vẫn đứng vững. Sự kiên định và sự kiên nhẫn cuối cùng đã được đền đáp khi đại diện của Việt Nam giành chiến thắng 15-13 ở set 5, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 3-2 trước Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đây là một chiến thắng đầy cảm xúc và kịch tính, đồng thời là một minh chứng cho sức mạnh và tinh thần quyết tâm của binh chủng thông tin Trường Tư Bình Phước. Tiếp theo, Bích Tuyền ghi điểm như máy, Ninh Bình chắc suất vào bán kết cúp VTV9 Bình Điền 2024. Trận đấu thứ hai trong ngày vào lúc 17:00, LP Băng Ninh Bình đã đối đầu với đối thủ được đánh giá thấp hơn là U20 Thái Lan, nhưng từ đầu đến cuối, họ đã thể hiện sự ấn tượng và không thể chối cãi. Bước vào set 1, sân vận động trở nên sôi động khi các cầu thủ trẻ của U20 Thái Lan phải đối mặt với sự uyển chuyển và uy lực của LP Ninh Bình.
Tuy nhiên, những nỗ lực của đội khách chỉ giúp họ duy trì sự cạnh tranh trong một thời gian ngắn. Bích Tuyền của LPB Ninh Bình đã nổi bật với những cú đập mạnh mẽ, giúp đội nhà giành chiến thắng 25-19, đưa họ vượt lên dẫn trước. Sang set 2, hàng phòng ngự của U20 Thái Lan tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn trước sự sắc sảo và đa dạng của lối chơi của LP Bang Ninh Bình. Bích Tuyền và Đinh Thị Thúy tiếp tục làm khó khăn cho đối thủ bằng những cú tấn công sắc bén. Các mũi công của LP Ninh Bình hoạt động ăn ý, không cho đối thủ một cơ hội nào để bám đuổi. Lê Thanh Thúy và Nguyễn Thị Uyên thay phiên nhau ghi điểm ở vị trí số 3, góp phần quan trọng vào chiến thắng 25-18 trong set 2, mở ra khoảng cách an toàn cho đoàn quân của huấn luyện viên Thái Thanh Tùng. Sang set 3, LPB Ninh Bình vẫn duy trì được thế trận áp đảo và không mấy khó khăn để giành chiến thắng 25-18. Bích Tuyền và các đồng đội đã tiếp tục thể hiện sự ổn định và hiệu quả trong mọi tình huống, giúp đội nhà giành chiến thắng chung cuộc 3-0 trước U20 Thái Lan. Trận đấu đã kết thúc với một kết quả không mấy bất ngờ khi LP Bang Ninh Bình dễ dàng vượt qua U20 Thái Lan với tỷ số 3-0, 25-19, 25-18, 25-18 trong trận đấu thuộc bảng B Cup VTV9 Bình Điền 2024. Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, LP Bang Ninh Bình đã thể hiện sự áp đảo và uy lực trước đối thủ trẻ tuổi đến từ Thái Lan. Ngay từ những pha bóng đầu tiên, LP Bang Ninh Bình đã tạo ra sức ép mạnh mẽ với những pha tấn công đa dạng và hiệu quả. Bích Tuyền, với khả năng đập bóng uy lực và khả năng chắn bóng xuất sắc, đã trở thành đầu tàu dẫn dắt đội bóng. Ngoài ra, bộ đôi phụ công Trinh Nguyễn và Lê Thanh Thúy cũng thi đấu vô cùng bùng nổ, có những pha chắn bóng chính xác giúp hạn chế hiệu quả tấn công của U20 Thái Lan. Tuy nhiên, không phải chỉ có niềm vui mà còn có sự lo ngại khi Lê Thanh Thúy, một trong những cầu thủ quan trọng của LP Bang Ninh Bình, đã bất ngờ gặp chấn thương và phải rời sân ở cuối set 3. Đây là một tổn thất đáng tiếc cho LP Bang Ninh Bình trong những trận đấu tiếp theo, và đội bóng sẽ phải tìm cách thích nghi và vượt qua thách thức này. Tuy nhiên, với chiến thắng này, LP Bang Ninh Bình đã chính thức trở thành đội bóng thứ hai sau PFU Blueket giành vé vào bán kết cúp VTV9 Bình Điền 2024. Điều này không chỉ là một thành tựu lớn đối với LP Bang Ninh Bình mà còn là niềm tự hào của bóng chuyền Việt Nam. Chiến thắng này không chỉ là một bước tiến quan trọng trên con đường của LP Bang Ninh Bình mà còn là một minh chứng cho sức mạnh của bóng chuyền nữ Việt Nam trong cả khu vực lẫn quốc tế. Và cuối cùng cúp VTV9 Bình Điền 2024, cùng xem cầu thủ trẻ U20 Việt Nam đấu thăng hoa. Đội nữ trẻ U20 Việt Nam tại cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 Bình Điền 2024 đã chứng kiến một màn trình diễn đầy sắc nét từ những tay đập trẻ tuổi dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Trước sự đối đầu khó khăn với các đàn chị mạnh mẽ từ VTV Bình Điền Long An, các cầu thủ U20 đã phải vật lộn và cố gắng hết mình để chống đỡ. Trong trận đấu này, các cầu thủ U20 đã thể hiện sự linh hoạt và sự dũng cảm, vừa phòng ngự chắc chắn vừa tạo ra những pha tấn công sắc bén trước đối thủ. Điều mà khán giả không thể không nhận ra là tinh thần thi đấu của các cầu thủ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt là thoải mái và không gặp áp lực. Họ luôn tỏ ra tự tin và nở nụ cười trên sân đấu, dù đối mặt với những thách thức khó khăn. Mặc dù đã phải chấp nhận thất bại với tỷ số 2-3 trước VTV Bình Điền Long An, nhưng đội nữ trẻ U20 Việt Nam không hề cảm thấy thất vọng. Thậm chí, họ đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn với màn trình diễn đầy sự quả cảm và kiên định. Điều này chứng tỏ rằng, dù còn trẻ nhưng tài năng và tiềm năng của các cầu thủ trẻ Việt Nam đang được rất nhiều người chú ý và kỳ vọng.